Chương một. Ta võ công năng tự mình tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi cự kinh luyện thể công bởi vì tham quan hốc tập minh nguyệt trường kinh độ, lĩnh ngộ cự kinh ý cảnh, tốc độ tu luyện đề thăng 50%. Ngươi cự kinh luyện thể công, khổ tu một ngày, tiến độ đạt được trăm phần trăm, tự động đột phá tới luyện thể bốn tầng. Lâm Phi mới vừa tỉnh lại, liền nghe được trong đầu thanh âm. Theo thoại âm rơi xuống, lâm phi cả người một hồi bùn bùn hắn cảm giác được cả người khí huyết đều bành trướng rất nhiều cả người lực lượng đã gia tăng rồi mấy thành cái này rõ ràng cho thấy luyện thể tầng bốn dấu hiệu lâm phi mừng rỡ ba ngày trước lâm phi thu được cái hệ thống này không nghĩ tới cái hệ thống này có thể để cho trên người của hắn võ công tự mình tu luyện đây quả thực chưa bao giờ nghe hệ thống bản Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống bản kiểm tra. Ký chủ. Lâm Phi cự kình luyện thể công. Đệ tứ tầng, tiến độ 1%, hệ thống bản cực kỳ đơn sơ. Liền Lâm Phi học được võ công. Cũng cũng chỉ có cái môn này mà thôi. Đây là cửu huyền môn quy định. Lâm Phi là cửu huyền môn ngoại môn đệ tử. Dựa theo cửu huyền môn quy định. Phạm vào cửu huyền môn giả, ở luyện thể 4 tầng phía trước chỉ có thể tu luyện một môn luyện thể võ công. Phía trước Lâm Phi vẫn luôn chỉ là luyện thể ba tầng, sở dĩ không cách nào tu luyện còn lại võ công. Dựa theo cử huyền môn quy định, nhập môn ba năm nhất định phải đạt được luyện thể bốn tầng, bằng không cũng sẽ bị trục xuất cử huyền môn. Mà Lâm Phi khoảng cách ba năm kỳ hạn, vẽn vẹn chỉ có thời gian một tháng. May mắn, Lâm Phi thu được hệ thống, bằng không hắn thời gian một tháng khẳng định không cách nào đạt được luyện thể đệ tứ tầng. Kết quả sau cùng, chính là bị trục xuất cửu huyền môn, khiến cho gia tộc hổ thẹn. Đạt được luyện thể bốn tầng. Lâm Phi tự nhiên muốn học còn lại võ công. Dù sao, cự kình luyện thể công, chỉ có thể luyện thể. Tăng cường thân thể tố chất. Nó cũng không phải là chiến đấu võ công. Vẫn phải là học một điểm chiến đấu võ công, dùng cái này bản thân mới được cũng may cửu huyền môn có quy định. Luyện thể bốn tầng về sau, là có thể đi võ các chọn tam môn võ công. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp xuất môn. Hắn đi trước truyền công đường. Hắn trở thành luyện thể bốn tầng. Nhất định phải đến truyền công đường chính thực. Chỉ có thu được truyền công đường chính thực. Hắn mới có thể miễn phí thu được vũ các tam môn võ công. Truyền công đường, đến đây nhận chứng đệ tử cũng không phải là rất nhiều ở cửu huyền môn chỉ có luyện thể bốn tầng, luyện thể thất tầng cùng với hậu thiên cường giả mới có thể tới chứng thực. luyện thể bốn tầng, đây là có thể vẫn đứng ở cửu huyền môn cơ sở. chỉ có đạt tới luyện thể tầng bốn đệ tử mới có thể đứng ở cửu huyền môn, mà không cần lo lắng mình bị đuổi ra ngoài môn phái còn như luyện thể thất tầng cũng rất trọng yếu. một khi ở hai mươi tuổi trước đạt được luyện thể thất tầng liền có thể trở thành cửu huyền môn nội môn đệ tử. Bởi vì, 20 tuổi trước trở thành luyện thể thất tầng. Ý vị này, có hy vọng trở thành hậu thiên cường giả. Nếu như các đệ tử đạt tới hậu thiên cảnh giới, cái kia ở cửu huyền môn, địa vị sẽ tăng vụt lên. Thậm chí có thể tham dự cửu huyền môn rất nhiều đại sự. Hậu thiên cảnh, ở cửu huyền môn trung, đều có thể xưng là cường giả. Truyền công trưởng lão, ngoại môn đệ tử Lâm Phi, hôm nay đã đạt được luyện thể bốn tầng, chuyên tới để chính thực. Lâm Phi hướng về phía truyền công trưởng lão, cung kính nói. Bàn tay qua đây. Lâm Phi cung kính đem đưa tay tới. Sau đó, truyền công trưởng lão nội lực đưa tới. Một dòng nước ấm cấp tốc tiến nhập Lâm Phi trong cơ thể, chạy khắp Lâm Phi toàn thân cao thấp. Đây là nội lực. Hậu thiên cường giả tiêu chí. Hậu thiên cường giả, cũng là bởi vì tu luyện ra nội lực mới bị trở thành hậu thiên. Lâm Phi rất hâm mộ. Phía trước, nguyên thân mơ ước lớn nhất. Chính là trở thành hậu thiên cường giả, làm rạng rỡ tổ tông. Truyền công trưởng lão mở mắt, gật đầu một cái nói. Không sai, cự kinh luyện thể công đã đạt đến đệ tứ tầng, khó có được, cơ sở cực kỳ kiên cố, tương lai luyện thể thất tầng có hy vọng. Tạ trưởng lão. Tốt lắm, đưa lệnh bài lấy ra, cho ngươi thay mới lệnh bài. Bằng cái này lệnh bài, ngươi có thể đi võ các lĩnh tam môn miễn phí võ công. Đệ tử minh bạch. Lâm Phi lấy được mới lệnh bài, trong lòng mừng rỡ. Vì vậy, Lâm Phi cầm lệnh bài, trực tiếp rời đi truyền công đường. Cửu huyền môn rất lớn, võ các cùng truyền công đường, cách nhau rất xa. Lâm Phi bước đi như bay, đi hồi lâu mới đi tới võ các. Võ các liền muốn náo nhiệt rất nhiều có rất nhiều đệ tử. Dù sao, võ các bên trong cất giấu rất nhiều võ công. Nhân khí là cửu huyền môn đủ nhất một trong những địa phương. Lâm Phi đi vào võ các. Cho võ các trưởng lão nhìn lệnh bài. Võ các trưởng lão là cái bên hông treo hồ lô rượu, râu tóc bạc phơ lão đầu. Thoạt nhìn chính là nhất phái cao nhân dáng dấp. Lâm Phi thử hỏi, trưởng lão, ngài thích uống rượu gì? Đệ tử có thể cho trưởng lão tìm đến võ các trưởng lão ánh mắt cũng không đánh thanh âm khàn khàn nói ra võ các tầng thứ nhất chính là luyện thể võ công tầng thứ hai là hậu thiên võ công tầng thứ ba là tiên thiên võ công ngươi chỉ là luyện thể bốn tầng đệ tử chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn võ công chọn xong võ công phía sau tới lão nhân nơi đây cho ngươi võ công nội dung chỉ có thể đi tương ứng buồn luyện công tối đa tu luyện một canh giờ vượt lên trước một canh giờ lấy tiền luyện thể bốn tầng, có thể miễn phí tuyển trạch tam môn võ công. Đúng rồi, không nên đánh lão đầu tử chủ ý, lão nhân hậu thiên tầng ba, tiềm lực đã hết, không phải là ẩn giấu cao thủ, cũng không có tuyệt thế võ công bí tịch. Không cần phải các ngươi hao tốn sức lực lấy lòng. Ách tà trưởng lão. Lâm Phi có chút xấu hổ. Dựa theo trên phố nghe đồn. Trong coi tàn thư các các loại địa phương người. Không phải môn phái túc lão, chính là sở hữu ẩn dấu tuyệt thế võ công bí tịch cao nhân. Xem ra lão đầu này cũng không phải là chỉ là một phổ thông hậu thiên trưởng lão. Hơn nữa, hơn phân nửa những đệ tử khác cũng đều giống như Lâm Phi. Nỗ lực lấy lòng cái này võ các trưởng lão. Lâm Phi sau khi hành lễ, liền trực tiếp bước vào võ các tầng thứ nhất. Cầu cất giữ, cầu búp kẹo. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.